trong form ra thành cái dạng Excel để chúng ta sử dụng vào một cái mục đích thống kê chẳng hạn. Như vậy các bạn sẽ vào form ở cái dạng là edit. Như vậy chúng ta xem ở trên drive của mình form là lưu trữ ở đâu thì chúng ta sẽ mở lên. Khi các bạn mở form thì nếu mà chúng ta đang ở chế độ location thì chúng ta sẽ sửa từng cái câu hỏi, từng câu hỏi. Chế độ này là chế độ edit và các bạn sẽ vào trong cái phần report. Vậy thì vào trong này thì chúng ta sẽ thấy được là cái trả lời của tất cả các bạn. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy. Như vậy nó sẽ xuất ra cho chúng ta ở một cái dạng là một file Excel. Như vậy chúng ta sẽ có thể là tải cái file Excel này về bằng cách là file, các bạn chọn vô trong này là download ở dạng Excel. Đấy, như vậy là chúng ta đã có cái file Excel này trở về máy của mình rồi. Các bạn có thể là xài cho những cái mục đích khác. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.